Từ hình tròn mình vẽ thêm các đường thẳng được nối lại với nhau là ra được một cái mai rùa, cộng thêm phần đầu và bốn cái chân và còn thêm một cái đuôi bé bé nữa. Tô màu lên cho em rùa, phần thân sẽ nhạt hơn phần mai và nhấn nhá một xíu nè. Qua tới cái hình số 2, hình tròn này mình có thể vẽ thành một trái bánh. Vẽ rất đơn giản, đó chính là những đường cong xuống và mình sẽ tô cho nó cái màu cầu vồng. Với hình số 3, tâm thêm một hình tròn nhỏ phía trong để vẽ thành một chiếc bánh donut có hương vị dâu và sô cô la. Rắc thêm một xíu cớm ở phía trên. Tiếp theo đến với hình thứ 4. Nhiều bạn nói là tại sao mình không vẽ mặt trời thì hôm nay mình vẽ mặt trời rồi nè. Nhưng mà nhìn sơ qua tưởng đâu là cái trứng ốp la. Với hình tròn số 5, tâm sẽ vẽ thành hình của trái đất. Rồi sau đó đơn giản là tô hành xanh lá và chanh dương. Đâu có khó xíu nào đâu đúng không? Và với cái hình tròn cuối cùng này, tâm sẽ vẽ thành một trái cà chua đỏ tươi, thêm cái cuốn xanh xanh phía trên nữa. Tô đều màu cho đến hết quả cà chua. Các bạn thích cách vẽ của hình tròn số mấy nhớ comment phía dưới nha. Và đừng quên nhấn follow để xem thêm nhiều clip hay hoa tụi mình nữa đó.